mời những hành khách cuối cùng trên chuyến bay 5, 7. Những chuyến bay thương mại đã được nối lại sau thời gian dài phải tạm ngưng. Sân bay vắng lặng giờ lại sôi động hơn. Đó là những tín hiệu tích cực. Thế nhưng không thể phủ nhận, sân bay vẫn là nơi tiềm ẩn những nguy cơ rất lớn lây lan Covid-19. Có thể ở ngay cạnh bạn, trên tay nắm của những chiếc xe đẩy dùng chung với người khác. Ở ngay sau bạn khi hàng trăm người xếp hàng nối đuôi nhau. Ở trước mặt bạn, trên những khay đựng đồ khi kiểm soát an ninh. Và hiện nay, dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng rất nhiều. Vì vậy, nguy cơ lây nhiễm là rất cao, ở bất cứ nơi đâu, nếu chúng ta không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Và để những chuyến bay an toàn, hãy lưu ý những hướng dẫn sau đây. Hãy thật cẩn trọng với những điểm tiếp xúc, bởi SARS-CoV-2 hoàn toàn có thể ở đây. Rửa tay sau khi chạm vào bề mặt của các chiếc xe đẩy và khay đựng đồ tại sân bay. Luôn sử dụng khẩu trang mọi lúc mọi nơi khi đến sân bay. Hãy chủ động giãn cách với các hành khách khác. Ngay cả khi chuẩn bị lên máy bay, cũng cần phải đảm bảo các quy định về giãn cách, hạn chế nói chuyện, ăn uống, không khạc nhổ bừa bãi. Và một việc không thể thiếu là khai báo y tế điện tử trên ứng dụng PC COVID. Hãy khai báo một cách trung thực để đảm bảo an toàn cho mình và những người khác. Ngoài ra, sau khi di chuyển bằng máy bay, hành khách nên thực hiện sát khuẩn đường hô hấp bằng các dung dịch xúc họng và xịt mũi để phòng tránh nguy cơ nhiễm bệnh. Chúng tôi có một lực lượng chuyên giám sát và nhắc nhở những hành khách mà không đeo khẩu trang và không tuân thủ theo những cái giãn cách theo quy định của ngành hàng không, và chúng tôi bố trí những cái bàn để rửa tay sát khuẩn để hành khách chủ động rửa tay sát khuẩn theo quy định của ban chỉ đạo phòng dịch. Nếu có những biểu hiện như là ho, sốt, đau họng, mệt mỏi, khó thở thì quý vị không nên tham gia chuyến bay. Hãy gọi điện ngay cho đường dây nóng của Sở Y tế các địa phương hoặc là Bộ Y tế theo số điện thoại 1900 9095 để được tư vấn. Hãy trở về nhà với tình yêu thương, đừng mang theo Covid-19 bạn nhé.